đời này đẹp tươi biết bao. Khi thế gian. Xin chào tất cả anh em. Chung kênh audio lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác bộ dàn Sony ổ cứng. Con này là con E300. Bộ dàn này Chung kênh audio bán giá xả thanh lý cho tất cả các bác và anh em chỉ 1.200.000 đồng các bác nhé. Em miễn phí giao hàng toàn quốc cho tất cả các bác và anh em mình luôn. Lý do con em xả con này bởi vì là con này hình thức của nó không được đẹp xuất sắc nữa. Đấy. Và hiện tại thì dàn có thể chơi được chức năng là điện thoại, máy tính, Bluetooth qua cổng 3.5 các bác nhé và tính năng HDD. Còn đĩa CD của con này mắt đọc bị kén đĩa rồi các bác nhé. Bây giờ thì Chung kênh audio sẽ test hai cái chức năng em vừa mới nêu, sau đó thì em sẽ quay hình thức để cho tất cả các bác em mình cùng xem nhé. Vừa rồi là các bác nghe nhạc là qua cổng 3.5, em test qua cục Bluetooth ngoài và chơi với điện thoại không dây các bác nhé. Em test thử chức năng HDD của nó. HDD là tính năng lưu nhạc sẵn có trên máy. Rồi, hiện tại nó có 15 bài. Em thử bật thử một bài bất kỳ các bác nhé. Đấy. Ok các bác nhé. Đây là nhạc trong ổ cứng, những cái bài hát này là bài hát ở nước ngoài họ lưu. Ok. Cách sử dụng dàn thì các bác đơn giản lắm. Đầu tiên các bác cắm điện thoại vào, cắm điện vào. Các bác chờ trong vòng khoảng 30 giây nhé. Thì các bác ấn nút nguồn cho em. Vì dàn ổ cứng thì tất cả các con nó đều loát, loát ổ cứng xong nó mới cho khởi động. Cho nên các bác cắm điện vào nhé, các bác cắm nguồn điện vào, các bác chờ một lúc xong các bác cắm bật nguồn thì nó sẽ lên nhé. Và sau khi lên rồi thì các bác ấn cho em nút này, đây nút này, ấn nút này để về chế độ chơi điện thoại máy tính các bác nhé. Đấy. Còn nút bên cạnh này, nút này là anh em có thể thay đổi cái màu màn hình, các cái màu khác nhau anh em thích màu gì anh em phải chuyển đổi màu nhé. Đấy. Còn anh em chỉ cần nhớ cho em rằng là đơn giản là anh em chỉ cần ấn vào nút này, ấn nút này là chúng ta sẽ chơi điện thoại hoặc chơi máy tính là ok các bác nhé. Và cắm cho em một cái lỗ jack như này nhé, đấy, lỗ jack có chữ này. Còn bên cạnh cái tai nghe anh em không cắm nhé. Đấy là cách sử dụng rất đơn giản của dàn đấy thôi. Còn volume các bác tăng giảm ở đây. Đây là bồi bổ can thận. Rất đơn giản. Đồng thời là trừ thống, tức là giảm đau. Với các thành phần như vậy thì cái khớp hang thọ. Rồi ok anh em nhé. Bây giờ thì Chung kênh audio sẽ quay cái hình thức tổng thể của cái bộ dàn này cho anh em mình cùng nắm được luôn hình thức của nó các bác nhé. Để cho anh em cân đối xem là với cái giá tiền này anh em mua có hợp lý với bộ dàn phẩm này không. Đây, anh em có thể nhìn thấy nhé. Em bắt đầu quay từng cạnh một cho các bác cùng nhìn luôn. Nói chung con này nó có xuất sắc, nó không được đẹp xuất sắc. Riêng phần e căng thì em bao đẹp xuất sắc các bác nhé. E căng và em căng lại đẹp xuất sắc và cùng màu với cả màu loa rất là đẹp luôn, màu nâu. Đấy. Thế còn phần loa thì nó có mà vài các vết chầy chầy nhẹ nhẹ. Cái chất âm của dòng ổ cứng thì phải nói thực sự các bác là rất là hay. Chất âm rất là hay các bác nhé. Các bác để ý những cái con ổ cứng, những con cỏ cỏ anh em cũng phải bán từ 1.8-2 triệu trở lên. Như mã như này nó lên quanh khoảng 2.2 triệu, nếu mà đẹp xuất sắc là 2.5 triệu. Nếu mà so với chất âm thì nó rất là đỉnh cao luôn. Tuy nhiên thì con này hình thức hơi xấu và cái hai CD nó không chạy cho nên em giảm giá cho các bác nhé. Với cái sự khó tính của em thì em đánh giá con này là xấu. Chứ nếu thực ra thì cũng nhiều bác em bác nếu nhìn hình thức như này em nghĩ là cũng không đến mức độ nó quá xấu xí thì đâu. Tất nhiên với cái sự khó tính của em thì em đánh giá con này không được đẹp bởi vì nó chảy xước thôi nhé, vận chuyển về nó bị chảy xước. Màn hình con này thì sáng rõ ràng luôn. Để em quay phía sau cho anh em nhìn qua hình thức phía sau của loa và âm ly nhé. Hình thức phía sau của loa và âm ly thì đều được vuông vắn cả. Jack loa các bác cắm ở đây là xong, không phải lo ngại vấn đề âm dương, cứ cắm đúng chiều là được các bác nhé. Có quạt thông thổi gió ra này, quạt này rất là mát này. Thì em đang chơi công suất nhỏ cho nên nó chưa nóng. Rồi. Bộ này thì em giao lưu với các bác giá là 1.200.000 đồng. Anh em chuyển khoản đủ em miễn phí giao hàng cho anh em. Anh em chuyển khoản cọc, cọc trước cho em 300.000 đồng. Các đơn hàng các bác chuyển cọc thì các bác giả tiền phí giao hàng. Đấy, bên em chỉ miễn phí giao hàng với các đơn hàng chuyển khoản đủ thôi ạ. Còn chuyển cọc các bác giả tiền phí. Tiền phí giao hàng cho cái bộ này nó loanh quanh khoảng 70.000 các bác nhé, khoảng giao động khoảng 70.000. Đấy. Ok anh em nhá. Và giá em báo thì chưa bao gồm phụ kiện các bác chú ý nhé. Các bác nào mới chơi hàng bãi thì anh em phải đầu tư cho mình một số phụ kiện. Về anh em chơi nhá. Các bác không phải ngại vì đầu tư một lần mình chơi mãi mãi cơ mà. Đây ví dụ như một cái đổi nguồn này anh em cần phải có khi mua hàng bãi này, 140.000 chiếc đổi nguồn này. Đấy, thứ hai là một cái dây để kết nối điện thoại.
kết nối máy tính hoặc kết nối Bluetooth, dây này là 40.000. Nếu các bác thích chơi Bluetooth như em đang chơi đây thì các bác mua thêm một cục thu như này nữa, cục thu này là 100.000 các bác nhé. Đấy, thì các bác có thể là chơi hoặc các bác có thể cắm thẳng điện thoại cũng được. Nếu điện thoại của bác có cổng 3.5 các bác cắm thẳng, không cần phải mua cục thu Bluetooth làm gì cả. Đấy, ngoài ra thì anh em thích mua thêm chân kê, anh em có thể mua thêm những cái chiếc chân kê như này để kê dài cho nó đẹp. 3.000 đồng một chiếc không nhé, 3.000 đồng một chiếc chân kê thôi, rất là rẻ. Và thêm nữa thì nếu như các bác chơi tivi xuống, chơi từ tivi xuống thì các bác mua thêm được cái bộ giải mã như này để các bác chơi tivi xuống qua cổng quang nhé. Bộ giải mã là 180.000 đồng. Ngoài ra thì còn một phụ kiện nữa cũng rất hay, đó là cái chiếc đèn led cảm biến theo nhà. Có cái đèn này thì anh em có thể là mình để các cái hai bên già này nhìn nó nháy rất là sinh động và có cảm biến, có âm thanh nó mới nháy, còn không có âm thanh là nó không nháy. Đây, đấy, có âm thanh nó mới nháy không nhé. 100.000 đồng một thanh, anh em lấy 3 thanh em giảm giá còn 80.000 đồng các bác nhé. Để bày đứng cũng được hoặc bày nằm cũng được. Đấy, nó có nhiều chế độ bày, bày đứng bày nằm thì anh em chỉnh chế độ nháy khác nhau thì sẽ đẹp. Rồi, ok các bác nha. Bây giờ thì đến phần test nhạc các bác nhé. Sau khi test nhạc xong sẽ kết thúc video. Anh em mua hàng thì đặt hàng thì liên hệ với số Zalo để trên tấm biển các bác nhé. 0975 575 2162. Rồi bây giờ thì em sẽ mở lớn âm thanh để anh em cùng mình cùng nghe nhạc nhé. Chân kia tựa như giấc mộng phù du, cuộc đời ta tựa cơn mộng du thoáng qua. Hỏi nhân thế sao cứ mang lòng ghét gánh, được và mất cuối đời cũng chẳng mang. Cùng theo cát bụi mà thôi, mà tại sao mai còn gieo thì phi trắng đen. Đừng sân si chỉ thêm chuốc ưu phiền đắng cay,